Xin chào các bạn ạ. Các bạn ơi, nhân dịp mà Trung thu sắp đến rồi, mình cũng đi mình tỉa những bông hoa hồng ở trên cái quả dưa hấu này để bày lên mâm cỗ Trung thu cho các bé. Và làm thế nào mà để tạo được những bông hoa hồng và những chiếc lá trông nó lung linh mà đẹp như thật như này này thì mời các bạn hãy theo dõi video của mình nhé. Nguyên liệu mình chuẩn bị gồm là một quả dưa hấu khoảng hơn 2 kg vẫn còn tươi xanh như này nhé, với một con dao tỉa và một cái nạo. Bây giờ mình sẽ đi mình nạo vỏ ở cái bề mặt trên quả dưa hấu này để mình tỉa hoa cho nó dễ. Khi nào mà cần tỉa hoa và có nhiều cái viền lá xanh ở trên ấy thì mình sẽ không gọt vỏ. Còn bây giờ thì mình nạo cái vỏ này đi để cho nó mềm, nó dễ tỉa. Khi gọt vỏ xong rồi, mình sẽ chuẩn bị một cái hình tròn và mình vẽ phác lên trên cái quả dưa này một cái hình tròn, để lát nữa mình sẽ tỉa những cái cánh hoa đầu tiên ở gần cái phần nhụy của nó đấy. Khi đã vẽ xong hình tròn rồi thì bây giờ là lúc mà mình cầm con dao tỉa lên nhé. Đấy, cầm cách khoảng 1 cm và mình sẽ dựng đứng dao lên vuông góc với cái trái dưa hấu này, và mình sẽ tỉa một cái vòng tròn trước đã, đi đúng theo cái đường tròn mà mình vừa mới vẽ xong đấy. Khi mà đi đường tròn xong ấy thì là mình sẽ nghiêng dao đi để mình dọn, mình sẽ tạo một cái hình tròn ở bên trong này để mình tỉa những cánh hoa đầu tiên. Khi dọn cái này thì các bạn nên cầm nghiêng dao nhé, nghiêng dao về phía người mình ấy. Bây giờ mình sẽ đi mình tỉa cánh hoa. Khi tỉa cánh hoa thì các bạn cầm đứng con dao lên nhé. Tỉa cái cánh cho nó mềm mại, mỏng thôi và cho nó mềm mại một chút. Sau khi tỉa cánh hoa xong thì mình lại dọn ở cái phía đằng sau cái cánh hoa đấy để cho nó lộ cái cánh hoa ra nhé. Đấy, chỗ này mình phải đi con dao rất là nhẹ nhàng, khéo thôi, muốn là nó động vào những cái kia nó sẽ bị đứt ra. Cánh hoa sau thì nó sẽ hơi đan lên cái cánh hoa trước một chút các bạn. Như vậy là mình đã được một bông hoa đầu tiên rồi, mình sẽ làm những cái cánh hoa ở bên ngoài nữa. Mỗi tầng là có 5 cánh hoa đấy các bạn ạ. Đấy, trước khi tạo cánh hoa thì mình sẽ tạo một cái hình chữ C. Thế sau đó là mình sẽ đi đứng dao để mình tạo cánh hoa nó mỏng mỏng và cong theo cái hình chữ C này thì nó sẽ được cái cánh hoa nó mềm. Và các bạn nhớ là phải tạo các cánh hoa nó so le nhau nhé, cánh ở hàng trên và cánh ở hàng dưới nó so le nhau thì nhìn cái bông hoa nó sẽ tự nhiên và nó rất là đẹp. Chỗ này là sau khi tạo cánh hoa xong thì mình lại đi dọn cái đường ở đằng sau cánh hoa đấy để cho nó nổi rõ cái cánh hoa hồng lên. Và các cánh khác thì mình cũng sẽ làm tương tự như thế. Hàng
này là mình mới được 3 cánh này. Chỗ này là sẽ còn 2 cánh nữa. Vậy là mình sẽ tạo 2 cánh hoa ở trên chỗ này nữa. Thì như vậy là mình đã xong một cái bông hoa hồng ở trên cái trái dưa hấu này rồi. Cái chỗ này mình sẽ tạo thêm một bông nhỏ nữa ở cái đầu quả dưa này. Và cách tạo thì vẫn cứ thế thôi. Vậy là trên cái bề mặt quả dưa này mình đã tạo được 2 bông hoa hồng rồi, một bông to và một bông nhỏ. Còn ở cái chỗ đầu này mình sẽ làm một cái lá, mình sẽ tạo một cái lá nhé. Khi tạo cái lá thì mình sẽ đi một đường dao, nó có cái hình hơi trái tim một chút. Mình sẽ đứng dao lên và mình sẽ lại dọn cái cạnh bên ngoài đi để cho nó rõ cái ranh giới của cái lá ra. Hai bên đều như thế. Thế còn cái phần tiếp giáp những cái bông hoa này thì mình cắt bớt nó đi để cho nó phân chia rõ ràng một bên là hoa, một bên là lá. Đấy, cắt đi. Chỗ này mình sẽ làm 2 cái gân. Mình đi 2 đường song song để mình làm 2 cái gân lá. Và mình dọn 2 cái đầu của cái lá đi cho nó lộ cái cánh lá ra. Mình cứ tiếp tục tỉa như thế thì là mình đã được những chiếc lá ở xung quanh những bông hoa hồng rồi. Và sản phẩm của mình là những bông hoa hồng ở trên cái trái dưa hấu này đã xong rồi. Các bạn nhìn thấy có hấp dẫn không ạ? Cái viền của nó là viền trắng tự nhiên nhé. Màu hồng là màu của dưa nhé. Quả thật là trái dưa hấu này mà bày ở trên mâm cỗ trung thu của các bé, bên cạnh những chiếc bánh dẻo, bánh nướng, đèn ông sao, rồi trái bưởi, trái chuối, na hồng, cam quýt đấy, thì mâm cỗ trung thu của các bé sẽ rất là đẹp và các bé sẽ rất thích đấy ạ. Trên đây là những chia sẻ của mình về cách để tạo ra những bông hoa hồng và chiếc lá ở trên trái dưa hấu. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh cho mình nhé. Và comment để cho mình biết được cái nhược điểm, ưu điểm để mình tiến bộ hơn trong các clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.